Chia từng từng ra một cái tức một thì khách hàng ở cái
theo cái tên, tùy theo cái sở thích của nó tham khảo được. Ví dụ như là của Trang ở bên cạnh này thì để cho khách hàng tiện tiện việc tiện và truy cập và các quyền sản phẩm này có thể tiếp cận được các sản phẩm của bạn được. Vì thế sản phẩm này cũng lấy trực tiếp từ cái mạng xã hội ra. Sao phải có đặt cho anh các sản phẩm. Ở đây thì đối với khách hàng vào tìm mua sản phẩm thì đã có thể cái tầm tìm kiếm này để tiện cho khách hàng tìm mua sản phẩm. Thì ở đây khách hàng có thể tìm kiếm theo tên sản phẩm, theo giá. Cái ý tưởng ban đầu của em là thì có thể khách hàng tìm kiếm theo tên, theo giá và theo kích cỡ, theo màu sắc nữa. Nhưng mà hiện tại bọn em chỉ hoàn thành được cái phần tìm kiếm theo tên sản phẩm. Em gọi là điều dưới này, có tìm kiếm theo tên không? Tìm kiếm theo tên, tìm kiếm theo sản phẩm. Đấy, tôi tìm kiếm theo tên là phong tô. Bây giờ chúng ta phải có mặt có tên phong tô cho nó. Thế giao diện có theo Liên Quan Sĩ được không? Ờ, giao diện thì nó vẫn theo Liên Quan Sĩ. Xem trên mobile nhé. Xem ở các độ, thì cái sản phẩm này. Cái sản phẩm. Em cứ trình bày trước.
đây là cái trang chi tiết về sản phẩm thì bọn em có làm cái slide những cái hình ảnh có thể về sau thì cái này thì mình sẽ sử dụng mẫu thôi, còn về sau thì có thể tùy là có thể đối với những sản phẩm góc độ của cái sản phẩm đấy để cho khách hàng có thể quan sát được. Ở đây thì khách hàng có thể thấy tên và giá, có thể lựa chọn kích thước, thêm số lượng và sau này tiến hành đặt hàng. Mua cái
đầu là ngân hàng ấy thì có xử lý được không? Được quá. Đúng rồi. Nên là có lại mưa heo thì nó quay về.